Đó, chào cả nhà nha. Thì tiếp theo cái clip này là mình sẽ hướng dẫn cho anh em đi vào cao tốc mà không bị kẹt xe của lối nhập vào cao tốc. Các bạn thấy hay không? Hay thì các bạn cho mình một dàn vỗ tay và cho mình một like, một đăng ký kênh, một chuông thông báo để đón xem những video clip mới. Chào cả nhà nha. Hiện tại mình đang kèm lái cho một bạn lái mới từ ở Đồng Nai xuống với mình, kèm đi Vũng Tàu. Bây giờ em có hiện tượng như thế này. Nó có một cái làn hỗn hợp giữa đi thẳng và quẹo phải. Em đi thẳng thì em phải vô chánh giữa giùm thầy. Đúng rồi. Rồi. Có xe đúng không? Đúng. Rồi, em cứ tàn tàn lên. Từ từ. Đó, em tắt xi nhan luôn đi. Em nhìn ở trên. Cái đèn xanh mình đang chuẩn bị màu xanh. Đi thẳng lên luôn. Nếu mà xe đó mở xi nhan phải thì mình sẽ vô bên trái. Còn nếu xe đó đi thẳng là mình đi. Rồi, đi. Đó là làn hỗn hợp đi giữa đi thẳng ha. Rồi, đi thẳng lên. Lúc này mình đang đi thẳng, mở xi nhan phải giùm thầy. Mình nhập vô làn hỗn hợp ở trong. Cái này không quẹo nha, bạn nào quẹo là bạn bị phạt vượt đèn đỏ, mình đi nhập vô. Đúng rồi, em đi thẳng lên trên. Tôi không đi qua bên đó mình đang kẹt xe. Và đặc biệt mình đang hướng dẫn cho các bạn đi con đường này để tránh kẹt xe khi lối vào cao tốc. Mời các bạn đón xem. Rồi, em cứ đi tiếp. Trong đây thì mình đi được 50 nha. Anh em ra ngoài kia là mình đi được 80. Đó. Nhiều khi mình đi làn trong để đối phó những cái làn ngoài cực kỳ đông xe. Các bạn thấy là ngoài đông không? Rồi ở chỉ dưới mũi tên dưới đường nó có hiện tượng là chỉ mũi tên ga đúng không? Em mở xi nhan phải đi. Rồi em lại lại vô trong. Cứ đi bình thường. Đúng rồi, em bẻ vô mới vô được, em không bẻ sao vô. Đúng nha. Lúc này là mình đi thẳng nha các bạn, còn cái kia làn để quay quẹo trái quay đầu. Rồi tắt xi nhan. 50 nhưng mà nó đi lại cũng lẹ hơn bên kia cả, thấy không? Các bạn thấy rõ ràng không? Cái này hướng đi vào cao tốc nha. Cả nhà ơi, mà cả nhà nhớ cho mình like, được đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón xem những video clip mới nha. Bên mình nhận đào tạo lái xe từ A1 cho đến C, thi ở trung tâm thành phố theo chính quy của cơ sở giao thông vận tải nha, chạy theo chính quy, chạy DAT đầy đủ, rồi có gia hạn giấy phép lái xe, có nâng dấu cho các bạn luôn, có nâng dấu cho các bạn luôn, đầy đủ hết, và có hợp đồng thuê xe xe du lịch luôn nha các bạn. Và cái TikTok của mình á, các bạn nào đã coi TikTok của mình thì không biết cái TikTok của mình bữa giờ đã bị khóa luôn rồi, không biết sao, hay mình đăng có cái số điện thoại của mình không, hay là đăng cái người lái thì nó tưởng là mình lái xe, nó khóa vĩnh viễn, mà mình có khiếu nại lại thì không thấy trả lời. Mình có làm cái TikTok mới để cho bạn tham khảo thêm. Rồi em cứ đi thẳng lên, đừng có né xe, rồi cứ đi thẳng nữa. Đó, xe đó đang nhập ra lại làn chính đó. Rồi em cứ đi làn này cho thầy luôn đi, cứ đi làn này luôn chung với xe máy đông vui. Xe này mà lo gì mấy đẹp ngại, xe thầy to quá. Xe thầy lo gì, cứ đi đi, ai thấy xe này né hết rồi, nó thiệt. Nhớ anh em cũ, anh em lái lâu năm là thấy xe mình, anh em nhường cho mình một nhịp nha. Lên hello hành cả. Nhường cho mình một nhịp. Nhiều khi mấy bạn lái mới còn sai sót lắm, mình xử lý không kịp nên các bạn thông cảm. Nhiều khi chạy lỡ lên ép các bạn nữa. Nhiều cái gì sai sót anh em nhường. Rồi mình cứ đi thẳng. Rồi các bạn thấy bên trái vẫn đông không? Ở đây là mình sẽ vô bán đảo Kim Cương, mình không vô nha. Clip này rất hay dành cho những anh em nào sau này đi, để đi về cái mùa đi cái ngày ngày lễ nè, không anh em nên đón xem nha. Cái ngày lễ này anh em nhớ đón xem cực kỳ luôn, các anh em sẽ lối tắt đi nhanh nhất để lên cao tốc, để tránh kẹt xe ở ngay cái đầu vô cao tốc, và cái đầu đó sẽ cực kỳ gối gan luôn. Anh em, nhất là những anh em tài xế, anh em mới, hoặc là những em tỉnh, thì anh em chỉ lần đầu tiên đi thì anh em còn bó gối rất nhiều, thì anh em cứ đi theo lộ trình này của mình.
thì có mình có hướng dẫn cho mấy bạn hỏi mấy bạn đi hỏi nội thầy đó đi kiểu đó được không, quá ok luôn. Hoặc hai nữa là các bạn đi theo lộ trình của dẹp và đi về đây bán đảo Kim Cương, thì lộ trình này mình có làm rồi, thì các bạn lưu ý vấn đề mà gọi là lên đường làm đường thì các bạn cũng phải lưu ý cái vấn đề đó. Các bạn nào gành thì các bạn đi, cứ đi quyền đi, các bạn nào không gành thì các bạn không đi nha. À, mình nói bây giờ là nói vừa nói luật và vừa nói theo thực tế, nên nhiều khi mình không có nói hết là bắt buộc phải các bạn phải đi theo mình. Ở đây mình dạy, nhiều khi mình sẽ nói thêm là nhiều khi mình cũng sai, đúng không? Ông giao thông đứng trước đó, thấy không? Rồi em cứ đi với bên phải không? Trời ơi, thấy chưa? Ông dễ thương đứng ngay anh phanh tay lại, thấy xe thầy toàn qua là phanh tay không? Gẹo thôi nha mấy đồng chí. Nói chung thì có nhiều khi mấy bạn vượt đèn đỏ bắt là đúng, cái gì cũng vậy, thua thì chung nha, thua chung nha bạn. À, còn khi mà mình làm đúng mà bắt là ấm ức lắm bộ. Rồi bây giờ mời các bạn đi theo mình nha. Thì ở đây các bạn sẽ đường đi D1 các bạn đi Trần Quang Nhiếp, các bạn qua Nguyễn Thị Định lên cao tốc. Rồi em mở xi nhan phải, em sẽ quẹo phải nha. Rồi đạp ga lên, đạp ga có kịp đèn không? Rồi cứ vô làng này để quẹo gà thắng lại luôn, bỏ đèn. Đó, bỏ đèn không kịp, đúng rồi, đi luôn, đèn xanh luôn. Rồi đạp ga đúng rồi, đèn xanh liên tục nha. Rồi đi tiếp, ở đây là đèn xanh nha các bạn, đèn xanh liên tục. Rồi trả lại đi tiếp. Rồi mời các bạn đi theo D1 rồi xong Trần Quang Nhiếp quẹo trái. Em cứ đi lên nữa mới quẹo được. Đúng rồi, ừ. Còn nữa còn trống. Thích chạy lên trên luôn quẹo cũng được ha. Thôi giờ quẹo đây đi. Đó, lái vô. Ờ, cho nó đông vui chút xíu. Rồi, giờ quẹo phải. Nguyên cái hố bự cho bá lửa kìa. Quẹo phải em, bỏ xin nha. Rồi, em đi lên Trần Quang Nhiếp nha bạn. Mình vô đường Trần Quang Nhiếp. Tiếp tục. Rồi đập ra đó, thấy chưa, cái này là mình sẽ làm cho những anh em đi về đi lên cao tốc, nhưng em đi cuối đường quay trái nhưng mà nó bị kẹt xe. Nhớ quan sát hai bên thầy ơi, em thả cái chân ra, nhớ quan sát, thầy nói dặn quan sát rồi, thấy chưa, y cái gì, nên đến ngã tư phải thủ thắng chứ. Rồi thả lỏng người ra, còn mê cái chân thấy chua, thấy ngay tu không, mình là đường chính nhưng mà ông kia ổng đường nhỏ, ông cũng ban ra luôn đó, thấy không, mẹo quá. Rồi đi tiếp, thấy chua, teo kia chưa, teo luôn, teo tim chưa. Kia đường nhỏ vậy. Nói chung thì các bạn nhớ giùm mình, khi các bạn đi mà qua điểm giao nhau thì các bạn phải quan sát. Rồi em cứ đi bình thường đi, thả lỏng người ra, có thầy lo gì nha. Thầy đâu thắng đâu, thấy không. Rồi đi tiếp, tại vì xử lý qua được, bên kia ta thắng rồi thì mình sẽ đi. Nói chung là xe đó quẹo cái đường, nói chung là đường của mình rộng hơn, xe đó trong ra em thả lỏng người ta, em bẻ nhẹ thôi. Đúng rồi, nó màu đen có thui à, có thui. Rồi buông thắng ra, rồi tiếp tục, rồi đi tiếp. Đó những anh em này người ta cũng đi đường này về nè, thấy không. Rồi em cứ đi giữa làn đường, thấy chưa, sợ chưa, ai biểu không quan sát cái nguyên tắc rồi, qua ngã tư mình phải thủ thắng, mình quan sát chứ. Đó là bài học rút kinh nghiệm cho những bạn lấy mới nha. À, cẩn thận, và những anh em ở trong cái đường nhỏ ra cũng vậy ha, ai cũng giành đi hết á, khổ ghê. Ra từ từ đây, quý xe lên thù lùi, đen thù lùi luôn hả. Vậy ai đi xe nhớ màu sặc sỡ giống như xe mình nha, để cho người ta còn thấy nữa chứ. Đó các bạn thấy không, những cái xe đang đổ về đây rất nhiều đúng không. Mình có làm clip cho những anh em rồi, bây giờ mình cái clip này nó cực kỳ hay, để cho những anh em bám giữa,
Anh nghe nè. Gì vậy? Alo. Alo, chào cô. Dạ, à, cháu Vũ Ngọc Phương Trang lúc trước có học bên trường đó cô. Dạ, à, bên trường nhưng mà bây giờ là bên bên trường ở đây là lên lớp 12 rồi, cháu có bên trường có kêu là rút hồ sơ để đem qua bên trường để chuẩn bị đăng ký thi đại học á. Đó, lớp 12 đó cô. Ừ. Dạ rút. Dạ. Dạ sinh năm 2007 à. Lẽ 7 20 20 là của thằng nhóc cô. Thằng nhóc cô Út. Dạ. Ngày 15 tháng 4, dạ 15 tháng 4. Phụ huynh của bé là Vũ Quý Toàn. Rồi đi tiếp. Rồi cô bữa nay bận quá bạn không có thời gian để đi rút hồ sơ học bạ hồ sơ của con gái để chuẩn bị lớp 12 thi lớp 12 học lớp 12 thi lớp 12 và thi đại học. À. Nên mình giờ phải mẹ đi rút. Mẹ quất vô cái thì ai ai không lẽ là ai không là ai không gì 20. Trời ơi mới mấy tuổi. Lộn như nhóc cổ Út. Rồi, đi tiếp tục. Đi thẳng. Nhớ quan sát hai bên, nhớ quan sát biển báo. Nhiều khi các bạn gọi điện nghe điện thoại hay là gì đó các bạn sẽ bị anh nghe. Rồi rồi đợi chút xíu đang lái. Rồi rồi. Rồi cứ đi lên bình thường. Cái thả lỏng đừng có bẻ vô nữa. Đúng rồi, mình cứ đi bình thường đó. Đó tốt. Rồi tiếp tục. Rồi các bạn sẽ quẹo trái nha. Rồi em sẽ quẹo trái. Rồi xe ba gác đậu đầy luôn. Rồi gà thắng lại. Rồi để tranh gáp cái kia qua. Rồi tiếp tục đi. Đi dư sức hả? Nông dướng đâu. Rồi em đi tiếp. Nguyễn Phi Hiền. Đúng rồi. Em sẽ quẹo trái nha. Nguyễn ra Nguyễn Thị Định nè. Cấm chỉ cấm tải thôi. Ở đây là cấm tải nha. Các anh em tải đi không được đâu nha. Trên 3 tấn rưỡi nha. Đó. Thấy xe những anh em kia đi vô quá trời không. Rồi lấy gọng ra chút xíu. Rồi mở là xi nhan. Rồi em đi đánh lái qua nhẹ nhàng ngó bên phải luôn. Rồi đi tiếp. Tay dựng đánh lái vô chân bớt đạp ga lại. Ừ. Rồi trả lấy lại. Càng đông thì các bạn càng đi chậm cho mình. Quan sát đi chân thẳng thôi nha. Rồi các bạn thấy rõ ràng ở trên đầu xe không? Mình sẽ đi đâu? Mình sẽ đi thẳng ha. À. Thấy không? Cấm quẹo phải là xe kia, xe tải, xe gì đó. Cấm ô tô quẹo trái thôi. Còn mình xe ô tô con nè, cấm ô tô quẹo trái nè. Mình chỉ có đi thẳng thôi. À, đi thẳng ở trên kia thì cấm cái biển báo cấm đỏ nè. Chỉ mũi tên qua phải là mình đi thẳng. À. Rồi đi thẳng qua luôn. Đó đi thẳng giống xe nâu quá ha. Đó đạp ga lên. Tiếp. Trời ơi ông xe này ông chán thiệt không. Ông chán sống không. Thấy Huy tôi nãy mới đạp ga lộn không. Đó ngó bên trái này. Rồi tiếp tục đi. Đó các bạn thấy không. Các bạn nhớ cho mình like lượt đăng ký nha. Mở xi nhan trái. Rồi, em cứ đi thẳng lên. Tốt. Rồi, cái điện thoại của mình thì quải chà đầu thì chứ. Nó hơi có nắng vô chút xíu tự nhiên nó giảm cái cam lại ta. Rồi, ở đây anh em nhớ lưu ý với mình cái phía bên trái này nè, cấm quay đầu trong khung giờ nha. Thì 9 giờ các bạn hơn 9 giờ các bạn mới quay đầu được nha. Rồi em đạp ga lên đi. Em nhìn trên giá lô mô. Tốc độ của mình được bao nhiêu.
là 60. Chắc không? Các bạn nhìn xe nhỏ là 80. Ừ, đúng rồi. Rồi đập ra đi. Xe nó nhỏ quá. Nói chung như nè, thầy nhắc lại, cái này không phải là phân làn đường của từng làn đường, tốc độ từng làn đường, mà nó gọi là tốc độ của từng hạng xe. Khi mình xe ô tô con. Rồi các bạn thấy đường song hành không? Thì nãy mình nhắc lại cái vấn đề là tốc độ của từng hạng xe. Mình ô tô con và xe khách này đi được 80, còn xe tải và xe công đi được 60 thôi. Thì khi mình quẹo vô đường song hành, ở đây có biển cấm là quẹo vô đây nè. À, cấm quẹo là quẹo đây thôi nha, còn bên kia là quẹo bình thường. Thì trong đó là khu dân cư nha cả nhà. À, từ cao tốc mình vô thì nó sẽ có một cái biển báo là trong khu dân cư, rồi các bạn quẹo trái quẹo phải, ôm nhầm xíu quẹo trái quẹo phải, nó vẫn là trong khu dân cư. Chừng nào nó có biển báo cho các bạn đi tốc độ cao hơn hoặc biển báo hết khu dân cư thì các bạn mới đi theo cái tốc độ của theo luật giao thông đường bộ nha. Còn cả nhà nhớ chú ý nha. Đó. Đây là cái lộ trình thích hợp cho những anh em để có thể đi tỉnh, hoặc anh em mở lên Google gọi là check ra thì các bạn thấy, để mình mở lên góc rộng ra. Khi các bạn check ra thì các bạn thấy, nói chung là check Google đi, nó check ra giống như đá banh. Thì các bạn thấy nó kẹt ở ngay chỗ vị trí cái lối nhất là ngã ba, ngay ngã ba mà hướng vô cái phà cắt lái đó, đồng nhân cống đó, là kẹt cọc nó ngay đó rất nhiều. Và kẹt ở trên kia thì các bạn đi hướng này nó sẽ nhanh hơn. Và hồi nãy mình đi vô thì mình thấy rõ ràng là những anh em dẫn từ cao tốc đi về thì anh em dẫn đi con đường này, con đường đó, D1, Trần Văn Chiếp, rồi D1, các bạn đi ra. Thì lúc trước giống như hôm kia mình mới hôm qua mình mới đi với anh một bác tài cũng nói là ố đi đó vòng vô dân cư rồi xong cuối cùng quay đầu lại giống như mình hồi trước đó. Nó không có anh ơi, bây giờ nó cắt cái đường ngang rồi, nó cắt cái đường ngang cái D1 rồi, nên tha hồ anh em cứ đi. Nó ủa vậy hả đó, nên nhiều anh em khả không có cập nhật được. Thì các bạn nhớ chỉ dẫn lại cho những anh em mới, để anh em nào thay đi cái tuyến đường này có những cái sự lựa chọn hơn đó. Bây giờ mình đang trên cao tốc, mình đi hướng ra Vũng Tàu, thì ở đây mình đang đi chậm, thì các bạn nhớ đi ở làn này cho mình, rồi từ từ nó sẽ nâng cao hơn, mình sẽ cho các bạn ấy sẽ chuyển làn đi đủ hướng và ra quốc lộ 51 để múa với ta nữa. Yếu tim, tim tụt hồng. Dường cho vô luôn hả? Đúng rồi, có bên trái trống không? Tài lắc quá. Không trống thì mình cứ giảm tốc độ mình đi thôi. Đúng không? Rồi. Đúng rồi, ở sau đông quá thôi, mình cứ giảm tốc độ mình nhường cho anh em lên. Đúng chưa? Đó, mình liếc ở sau có trống bên trái không? Trống thì mình ra, còn không trống thì mình cứ đi chậm thôi. Rồi. Đập ga lên mới được. Đập ga đi, rồi chút xíu chỉ lại cái lỗi này, đập ga nữa, dứt khoát, đạp ga lên, lúc ga. Đạp ga kiểu này là không được rồi. Nói chung là đừng á, các bạn nhiều khi các bạn sử dụng ga mà các bạn đi không đúng cách đó, các bạn nó xe yếu, thực chất nó xe nó không yếu đâu. Nha. Các bạn phải đạp thêm một miếng nữa. Rồi đạp ga tiếp. Giảm trước mặt bạn ha. Thấy một bảng 60 là mình ra thẳng cho nó xuống 60, rồi mình đi tiếp, đạp ga nhẹ. Thấy người ta vượt không? Người ta vượt là người ta sẽ dứt khoát, khi người ta chuyển làn vô là người ta đi tiếp, chứ không phải mình mới là thường thường là mình chuyển làn vô các bạn cứ giảm chân ga lại là các bạn đè đầu lại, ta rất nguy hiểm nha. Bạn thì các bạn lái mới thì phải cần bổ túc ta lái. Tại sao mình bổ túc ta lái các bạn rất nhiều, mình thấy luôn. 10 người đều hết 9 người luôn. Mình hướng dẫn cho các bạn chuyển làn qua, các bạn mỗi lần chuyển làn qua là các bạn giảm tốc độ. À, khi các bạn chuyển làn là các bạn sẽ đi nhanh hơn người ta, thì các bạn chuyển làn xong các bạn đạp ga tiếp. Chừng nào các bạn chuyển làn mà các bạn tấp vô lề hoặc là đến đèn xanh đỏ thì các bạn mới giảm. Anh em nhớ chú ý nha. Anh em khi các bạn chuyển làn mà các bạn mà giảm lại là, nhất là những anh đậu công là anh xe tải, quê rơi vào điểm mù của mấy ảnh là anh đẩy luôn. Nên đây mình
thường rồi các bạn lái mới lên đây là mình đều cho các bạn luyện tập những cái bài này. Giống như nãy mình cũng cho bạn ấy chuyển làn nhưng mà bạn chuyển qua xong bạn chậm, không chịu đạp ga. Đấy, đó là những cái mới của những anh em hay bị. Rồi, qua ngang cái điểm này hết mọi lệnh cấm, mình đạp ga lên. Rồi, đạp ga. Đều, đúng. Nói chung là mới còn nhát lắm. Còn trên cao tốc thì các bạn chưa đi lần nào hay là nên các bạn còn hơi nhát. Nên đây, đây mình sẽ luyện cho các bạn yên tâm. Rồi, cứ đạp ga. Nhớ quan sát phía bên tay phải. Biển báo màu đỏ thì phải cho tròn tròn đỏ đỏ là phải đi. Là biển giới hạn tốc độ, thấy không? Rồi anh em nhớ đi trên cao tốc, anh em nhớ nạp vô cái tài khoản cho mình đầy đủ nha. Ủa lộn, cho xe mình, cho xe các bạn chứ không phải cho mình nha. Cho xe các bạn phải có số tài khoản trong đó, có tiền trong đó các bạn mới đi qua. Cầu mong các bạn sẽ bị bắt lại. Trên cao tốc cũng phải chuyển làn, phải mở xi nhan giùm mình. Không mở xi nhan các bạn có hiện tượng sẽ bị phạt 3-5 triệu lần đó. Giam bằng luôn á. Nó nặng hơn ở ngoài có máy xị à. Nhớ anh em nhớ chú ý nha, cẩn thận. Rồi 60 nhá. Rồi xe khách lớn qua nè. Thấy chưa? Thấy không? Cái to cái ép à. Mà cũ ăn hiếp mà mới đó. Nhưng mà chưa đâu, anh đi đúng mà, đâu đi ăn hiếp mình đâu. Nói vậy tao đi vậy đó cho mày luyện lướt đỏ ha, xe công nó ép qua luôn thấy không? Mém nó dính này thấy không? Cái lớn ăn cái bé. Đi tiếp. Ăn hiếp cùi hả? Đó, anh công anh hiếp lại luôn. Không, đi đi, đi thẳng đi. Đi thẳng đi. Đó, đúng rồi, lên đường thẳng đi. Nghe anh công. Rồi, mở xe nhìn phải giùm thầy nè. Rồi, đi qua đây. Đó, nhiều khi mấy anh kem kia nó dướng cái nó bàn qua, thấy không? Đó, thấy không? Anh sẽ đẩy bàn qua thôi. Rồi, tắt xe nha. Nhớ thủ chân thắng nha, cái gào đó 200 triệu á. Bữa coi cái clip nào có ai nói. Rồi, đi tiếp, đạp ra. Các bạn, cái mũi tàu này, các bạn cứ bàn chân phải nằm chính giữa nha. Em mở xi nhan trái để đó. Để đó, từ từ qua. Đúng rồi, rồi, dựa theo xe tải. Đạp ra lên, bẻ nhẹ thôi. Nếu mà qua sớm thì là bị... Nói chung là đè cái bạch đó thì cũng được. Anh em đè nhiều lắm, nhưng mà có cái nó dễ hơi bị ép quá, phải không? Xe lượng xe đông mà dễ cái đó, nó ra vô khó chịu lắm. Thôi kệ mình né đi tính sao. Rồi bye bye cả nhà, chúc cả nhà có những trải nghiệm lái xe tốt hơn nha, có nhiều lựa chọn những cái cung đường tốt, an toàn hơn cho chính mình và nhanh hơn đó. Thì mỗi cung đường nó có những cái kinh nghiệm riêng, cái những đoạn đường riêng, thì nhiều khi có nhiều anh em hướng dẫn cho mình sẽ hướng dẫn lại, truyền đạt lại cho những anh em mới. Thì anh em nào biết thì anh em sẽ truyền đạt nhau, hoặc là anh em hỗ trợ, hoặc là anh em góp phần cho mình để có mình có lộ trình mới hơn đó. Nhiều khi mình làm hoài cái mấy cái đó cũ quá, chán quá đó. Chưa, trời ơi, ai nói tôi ngồi lên đây nhịp dò xuống đâu, ngồi gục hết mồ luôn, đấy tim tôi bay đâu tiêu luôn rồi. Rồi bye bye cả nhà. Đó là một cái sự cố, đó là không phải là sự cố gì, đó là cái sự phản xạ, là các bạn phải chủ động hơn để cho nó an toàn. Rồi bye bye cả nhà nha.